đi hớt tóc tiếng Anh sẽ nói thế nào get a haircut, get a haircut. Còn tìm hớt tóc chúng ta sẽ nói là barber shop hoặc là hair salon, barber shop, hair salon. Còn người thợ cắt tóc thì chúng ta sẽ gọi là barber, barber. Nhà tạo màu tóc chúng ta sẽ gọi là hair stylist. Hair stylist. Gội đầu thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách nói. Chúng ta có thể sử dụng động từ shampoo. Từ này là danh từ nghĩa là dầu gội, động từ nghĩa là gội đầu. Cách thứ hai, wash hair. Wash hair. Chúng ta sấy tóc thì gọi là dry hair. Dry hair. Còn máy sấy tóc Chúng ta sẽ nói tiếng Anh thế nào? Hair dryer Hair dryer Ok, enjoy and have fun